con mình bây giờ nó có bệnh, ai bài cái gì á thì mình làm cái đó cầu may, biết đâu à, trời thương rồi sao. Cô nói thầy cũng phải, nhưng mà tôi thấy thương, thấy tội nghiệp cho cái cô gái nào mà sẽ về làm vợ nó quá. Ôi, trời đất ơi, có phải mình kề dao vô cổ rồi buộc cưới đâu mà thương. Mình cũng phải mất một số tiền lớn, họ có bằng lòng á thì mình mới đón về, thuận mua dừa bán thôi mà. Mọi người nói trí nhớ của con như đứa con nít, mà con còn bị què nữa, sao con phải lấy vợ? Ba con tin là nếu con lấy vợ thì sức khỏe của con sẽ được hồi phục. Lấy vợ là sẽ hồi phục? Ai tôi còn đắn đo suy nghĩ, chứ anh chị đã bước tới rồi á thì tôi gả liền. Trước đây khi tụi nó còn nhỏ, hai bên gia đình cũng hứa làm xuôi gia với nhau rồi mà. Giờ ông nhà tôi cũng mất rồi, với lại gia cảnh nhà tôi không còn được như trước nữa. Anh chị đã không che thì tôi không có lý do để mà từ chối. Chị à, 2 năm trước thằng Thịnh đã bị tai nạn, tuy là giữ được mạng sống nhưng mà cháu nó bây giờ là người tàn phế. Đình chỉ duyên em do tại ai vì ai, đời dễ đâu chay.